Amen. Xin trân trọng kính chào tất cả quý đệ tử của Chúa cùng con cái Chúa trong tình yêu của Ngài. Thật là phước hạnh. Cảm ơn ban nhạc đã đưa chúng ta đến cái sự hiện diện của Chúa ngọt ngào. Và tôi tin chắc rằng thì giờ còn lại Chúa còn làm lớn hơn nữa. Amen. Cảm ơn Chúa, chủ đề của năm nay đại hội của mùa đông đưa ra là thêm sức. Và tôi muốn hỏi bao nhiêu người tại đây là muốn cần sức mới từ nơi Chúa? Dạ, tất cả mọi người. Bởi vì ở trong sách Ê-sai Chúa nói là những người trai trẻ rồi cũng phải mòn mỏi, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng mà ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và tôi tin chắc rằng Phao-lô cũng từng tuyên bố rằng tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi, đấng ban thêm sức cho tôi. Buổi tối hôm nay tôi muốn mời quý vị cùng mở với tôi ở trong sách Luca đoạn thứ 22. Tôi xin phép được đọc lời Đức Chúa Trời trong giờ này để rồi cho chúng ta xem từ câu 39 đến câu số 46. Đoạn Đức Chúa Giê-xu đi ra lên núi Ô-li-vê, như thói quen các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Ngài bèn đi ra khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cắt chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý Cha được nên chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Chúng ta cùng đọc tung với tôi câu 43 một lần nữa. 2, 3. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài và thêm sức cho Ngài. Lạy Chúa, trong giờ này con xin dâng mỗi tấm lòng chúng con trong tay của Ngài. Xin Ngài giúp đỡ cho chúng con được hiểu được lời của Cha. Xin Thánh Linh của Ngài vận hành giữa vòng chúng con trong giờ này. Con biết ơn Chúa và cầu nguyện ở trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Giữa một thế giới đầy tội lỗi này, giữa một cái xã hội đầy đen tối này, và Chúa cần những con người kính sợ Chúa, và Chúa cần những con người hiểu biết được ý muốn thật của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, để làm trọn được cái chương trình, cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời để dành sẵn cho chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Và chúng ta biết rằng qua câu chuyện mà tôi vừa đọc ở trong sách Luca đã cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là cầu nguyện cho chính Ngài, mà Ngài cầu nguyện cho các môn đồ, Ngài cầu nguyện cho nhân loại, và Ngài cầu nguyện để chuẩn bị thực hiện cái công việc mà Đức Chúa Cha giao phó đến cho Ngài. Và chúng ta biết rằng đã khi cầu nguyện như vậy á, về Chúa Giê-xu chúng ta 100% Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng về thể xác Ngài bằng 100% Ngài cũng là con người. Cho nên Ngài có sự mệt mỏi và cần sức tại đây. Thì trong lúc Chúa Giê-xu đang cầu nguyện á, thì có thiên sứ đến thêm sức cho Ngài. Và buổi tối hôm nay tôi muốn nói với tất cả mọi người đang có mặt tại đây là thiên sứ đến thêm sức cho Chúa Giê-xu, thì thiên sứ cũng thêm sức cho tôi và anh chị em hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thiên sứ đến thêm sức cho Chúa Giê-xu để cầu nguyện thấu đến Đức Chúa Trời, thì thiên sứ đó cũng đến giúp cho chúng ta, lời cầu nguyện chúng ta thấu đến ngôi thiên ân của Chúa. Có ba điều tôi muốn buổi tối hôm nay, tôi muốn chia sẻ buổi tối hôm nay là thêm sức và Chúa thêm sức để Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện. Và chúng ta biết rằng đứng trước một cái chén tội lỗi của nhân loại, đứng trước một cái tình trạng rất là kinh khủng vì con người đã phạm tội, con người không thể nào tự cứu lấy mình được, và qua luật pháp cũng không thể nào tự cứu được, và đủ mọi cách con người đã làm mọi điều mà cũng không có một giải pháp nào giải quyết được, thì cuối cùng Chúa Giê-xu Ngài xuống, Ngài bước bằng lòng, để rồi Ngài bằng lòng Ngài uống cái chén tội lỗi đó để Ngài gánh tội lỗi cho nhân loại. Mà chúng ta biết rằng trước khi uống cái chén đó, Chúa Giê-xu nhìn cái chén tội lỗi đó, Ngài cảm thấy ghê gớm, Ngài cảm thấy kinh khủng, và Ngài nghĩ đến những cái đinh chuẩn bị đâm vào trong tay của Ngài, cái giáo chuẩn bị đâm vào hông của Ngài, và mẫu gai chuẩn bị đổ trên đầu của Ngài. Cho nên chén tội lỗi chuẩn bị chất trên mình Chúa Giê-xu, thì Ngài mới đến với Đức Chúa Cha, thì Ngài nói làm: Cha ơi, nếu có thể được, xin cắt cái chén này ra khỏi con, dầu vậy không theo ý của con, mà xin ý của Cha được nên. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta đang có mặt tại đây, mỗi một người trong chúng ta đều có cái nguyện vọng, mỗi một người chúng ta đều có cái mơ ước, và mỗi một người chúng ta có một sự khao khát khác nhau.
Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta học theo tinh thần của Chúa Giêsu rằng sẵn sàng từ bỏ cái gì riêng tư của mình để rồi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời, hầu cho chương trình và kế hoạch Đức Chúa Trời được hoàn tất trên đời sống của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng để đối diện được những điều đó, nó không dễ dàng chút nào. Nó không dễ dàng chút nào. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện, xin Chúa Cha có thể cắt chén, mà Chúa Cha không cắt chén, mà Chúa Cha thêm sức cho Chúa Giêsu hoàn tất được cái công việc mà Đức Chúa Cha đã sai khiến. Trong sự hiện diện của Chúa, tôi muốn nói với tất cả những người đã có mặt tại đây là có những cái nan đề, có những cái nhu cầu, có những cái thử thách mà tôi và anh chị em thường cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài cắt cái gánh nặng nó ra khỏi con, xin Ngài cắt cái nan đề nó ra khỏi con, xin Ngài dùng cái chuyện này cho người khác. Nhưng mà Chúa không hề làm theo ý của chúng ta. Ngài không giúp cho chúng ta tránh hay là thoát ra khỏi cái điều đó. Nhưng mà Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta hoàn tất được chương trình mà Ngài muốn chúng ta phải thực hiện trong ý muốn của Ngài. Hỡi những người đang có mặt tại đây, mỗi một người trong chúng ta cần phải biết rằng, ô, vừa rồi thì ở tại Việt Nam, chúng ta sẽ biết rằng cái tình trạng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ Anh Sơn Hồng đã nổi lên và làm cho nhiều người đã hoang mang, và tất cả các đài thông tin đã làm cho nhiều người nản lòng, và một số đã bị bắt bớ, nhiều hội thánh đã bị không được nhóm lại, và tình trạng xảy ra rất là kinh khủng như vậy. Và nhiều đầy tớ của Chúa cũng mệt mỏi, cũng nản lòng, và tôi biết được nhiều người họ đã bỏ cuộc, quý vị ơi. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta biết rằng ma quỷ nó một đường nó ra, nó tấn công hội thánh của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ do bảy đường mà nó chạy trốn. Bởi vì hội thánh không phải là của con người lập lên, mà hội thánh là do chính Chúa Giêsu Ngài lập lên. Các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta công bố rằng ma quỷ không thể nào thắng được công việc của Chúa, bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cứu Việt Nam chúng ta, thì Việt Nam chúng ta phải thuộc về Chúa Giêsu. Amen. Và cảm ơn Chúa. Tôi muốn nói thêm là cảm ơn Chúa, sau đó Chúa dùng những đội bóng của Việt Nam đá bóng, mà đặc biệt là cái đội bóng đó, ông huấn luyện viên trưởng là ông Bart Hanser. Ông này là một cơ đốc nhân, ông ấy là một chấp sự rất là tốt, và ông luôn luôn cầu nguyện, và một thủ môn rất là giỏi, đó là Đặng Văn Lâm cũng cầu nguyện, và những cầu thủ cầu nguyện, và cuối cùng là Thiên Chúa đã trở lại sân bóng. Và cảm ơn Chúa, qua những điều đó mà tin lành của Chúa, công việc của Chúa đã vượt trở lại, và nhiều công việc của Chúa đã được mở ra. Và tôi nói với tất cả mọi người đã có mặt tại đây, Chúa có nhiều cách để giúp cho công việc của Ngài được hoàn tất cho những kẻ nào kính sợ Chúa và đi theo đường lối của Ngài. Amen. Chúa tuyệt vời vô cùng. Chúa có chương trình tuyệt vời vô cùng. Tôi kể câu chuyện ngắn cho quý vị nghe. Mà chúng tôi thì hay vào trong bệnh viện để giúp đỡ cho những người nghèo, giúp đỡ cho những bệnh tật, những người nghèo khổ. Thì vào trong đó, thì hôm đó có một lần tôi đi thì trúng ngay ngày 1 tháng 9. Mà Việt Nam chúng ta mà công việc gì mà 30 tháng 4, 2 tháng 9 là những ngày rất là nhạy. Mà họ không biết, và tôi đã gặp sự khó khăn. Và qua sự gặp khó khăn đó, bước đầu tôi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa có chương trình tốt lành. Qua điều đó mà công việc của Chúa đã được công khai, mọi chuyện đã được sắp đặt, và tạ ơn Chúa. Qua điều đó mà Chúa cho chúng tôi được tự do treo cái thánh giá lên cao. Và cảm ơn Chúa. Và hàng xóm đã kéo đến. Thì qua 3 ngày truyền giảng chúng tôi tại Hội Thánh Salom, thì Chúa cho trên 100 người tiếp nhận Chúa Giêsu. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Chúng ta thấy là cảm ơn Chúa. Ma quỷ không thể nào thắng được chương trình của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng tôi thấy những người Hàn Quốc, họ có chồng bên đó, họ đi lao động bên đó, họ gặp khó khăn. Mà mỗi lần mà xin một cái visa của Hàn Quốc á, là xin một lần đi thì về thì hết, không còn được đi nữa. Nhưng mà ông Bart Hanser, ông đã hướng dẫn đội bóng, Việt Nam yêu mến ông quá, cho nên Hàn Quốc đã thấy Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc nhiều quá. Tổng thống Hàn Quốc công bố rằng người Việt Nam, Đà Nẵng, nè, Sài Gòn và Hà Nội xin visa qua Hàn Quốc, xin một lần đi được 5 năm, quý vị. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Và tạ ơn Chúa. Hai vợ chồng tôi vừa ghé Hàn Quốc, buổi truyền giảng diễn ra và Chúa cho 22 người đứng lên tiếp nhận Chúa một cách ngọt ngào. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài vì quyền năng của Ngài. Ngài đang mở công việc của Chúa ra khắp ở mọi nơi. Amen. Cho nên buổi chiều, buổi tối hôm nay, tôi muốn nói với tất cả mọi người tại đây là Chúa luôn luôn
giúp cho chúng ta để hoàn tất được công việc mà Chúa đã nái trên vai của chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện, nếu có thể được xin cắt chén ra khỏi, nhưng mà thiên sứ đến thêm sức cho Ngài để hoàn tất công việc. Nhiều người đã đòi hỏi các mục sư quá nhiều. Sáng nay thì và tôi cũng có chia sẻ, ông Elise đâu có làm gì đâu mà người đàn bà đến phàn nàn. Chúng ta biết rằng mục sư là một trong những người làm dâu trăm họ. Và chúng ta biết rằng đám cưới cũng mục sư, rồi sinh con cũng mục sư, rồi bệnh tật cũng kêu mục sư, rồi cuối cùng chết thì cũng kêu mục sư. Mục sư cái gì? Hễ mọi chuyện được diễn ra êm xuôi tốt đẹp thì thôi, mà gặp cái chuyện rắc rối thì đổ thừa cho mục sư. Nhưng buổi tối hôm nay tôi muốn nói với tất cả các mục sư tại đây là chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta học theo gương của Đấng Christ. Chúng ta học theo gương của Đấng Christ. Những cái sự mà chúng ta cảm thấy như là một gánh nặng trên chúng ta, nhưng mà đó là một phước hạnh mà Chúa dành cho tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi nói với mọi người rằng, tôi chia sẻ điều này, cái lời kết của tôi sau này, tôi muốn mọi người cần phải biết rằng chúng ta cần phải cảm thông cho các mục sư nhiều hơn. Nhiều người đã đòi hỏi mục sư quá mức, và nhiều người đã chắc cho mục sư nhiều gánh nặng quá. Nhưng mà chúng ta biết rằng mục sư về thiên chức họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nhưng về xác thịt họ cũng là con người. Họ cũng cần cái sự thăm hỏi, họ cũng cần cái sự an ủi, và họ cũng cần cái sự cầu thay của mỗi con cái của Chúa. Hỡi ông bà anh chị em ơi, Phaolô nói như thế này, Phaolô nói như thế này cho chúng ta biết rằng, nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Phaolô đã nói rằng, nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Một tâm trạng của người hầu bị Chúa luôn luôn trải lòng ra và biết rằng khi mà những tín hữu hạnh phúc là chính những mục sư hạnh phúc. Khi những tín hữu mà thành công là chính những mục sư đang thành công. Mà chúng ta có thể nói rằng khi mà các mục sư mệt mỏi có phải là nan đề của các tín hữu hay là không? Một ngày kia thì tôi được mời đến một cái hội thánh nọ và tôi chia sẻ lời của Chúa. Thì trước khi tôi chia sẻ lời Chúa thì ông mục sư ổng lên. Và khi ổng lên xong thì ổng đã cầu nguyện và ổng đã gục trên bục giảng và ổng đã khóc. Những giọt nước mắt của ổng đã đụng đến trái tim của tôi và làm cho tôi tan nát hết. Chúng tôi là những người phục vụ Chúa. Chúng tôi là những người lo về bầy chiên, về thức ăn thuộc linh, về chăm sóc, về nhiều mặt khác nhau như vậy. Và ông mục sư đó, ông đã chảy những giọt nước mắt và lòng của tôi đã chạnh lòng. Và tôi quyết định từ đó, tôi ôm ấp cái sứ điệp trong lòng rằng tôi muốn rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói những điều này bằng cả tấm lòng để gửi đến tất cả những tín hữu, những con cái của Chúa ở xa cũng như ở gần, những người nghe trực tiếp cũng như là những người nghe qua mạng. Hãy biết được một điều rằng các mục sư cần có sự an ủi khích lệ của mỗi chúng ta hơn là lời chỉ trích tấn công và bêu xấu đệ tử của Chúa. Vì họ cũng có một số người tôi biết rằng cũng có quyền, cũng có chức, cũng có bằng cấp, nhưng mà họ sẵn sàng hy sinh tất cả những điều đó. Họ để đi theo ý muốn của Chúa, để phục vụ Chúa. Mà đang khi phục vụ Chúa là vì họ yêu Chúa mà họ phục vụ Chúa, vì họ yêu Chúa mà họ phục vụ tất cả các tín hữu, chứ không phải là họ mắc nợ tín hữu một điều gì. Cho nên tôi mong tất cả các tín hữu cần hiểu điều đó. Chúng ta cần hỗ trợ với nhau trong lời cầu nguyện, hỗ trợ với nhau trong tình yêu thương, để các mục sư được sức mới từ nơi Chúa để hoàn tất cái chương trình, cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống của họ. Chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời đã được chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Tôi xin phép được đọc Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 20 như sau, để mỗi người trong chúng ta thấy rằng chính Phaolô ông đã hầu vị Chúa, và ông Phaolô ông đã nói những cái lời mà tôi thấy thật cảm động. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 19 chép như sau:
hầu việc Chúa một cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt ở giữa nhiều thử thách của người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Phaolô đã hầu việc Chúa một cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt ở giữa nhiều thử thách của người Giuđa lập mưu lên để hại đời sống của ông. Ô Chúa ơi, ông Phaolô cũng là học trò của Gamaliel, ông cũng là một người có chức có quyền, nhưng ông đã bằng lòng hy sinh tất cả những điều đó để đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Ông đi hầu vì Chúa, mà bắt đầu ông đi hầu vì Chúa như vậy, đúng là ông đã chịu khổ vì danh Chúa bao nã vậy ạ. Thì ông đã hầu vì Chúa trong nhiều nước mắt, ông đã hầu vì Chúa trong nhiều thử thách, ông đã hầu Chúa trong nhiều sự bắt bớ và khó khăn. Hỡi những người đang có mặt tại đây, cái chủ đề của đại hội năm nay là thêm sức. Tôi cầu nguyện Chúa ơi, Ngài không những thêm sức cho những người đến đây dự trong chương trình, nhưng mà tôi cầu nguyện xin Ngài cũng thêm sức cho những người nằm trong ban tổ chức nữa. Tôi cầu nguyện xin Ngài thêm sức cho những người ở trong ban worship nữa. Trước giờ thì Thiên Ân đến nói với tôi là cầu nguyện thêm cho con của thầy Điền đang đánh đờn đó. Ma quỷ làm cho em đau đầu, nhức đầu quá, em mệt quá, em sợ tối nay em hướng dẫn thờ phượng Chúa được. Bắt đầu tôi cầu nguyện, nói Chúa ơi xin Ngài thêm sức cho em trai đó, giúp cho em lên đánh đờn được. Và tôi thấy rằng mỗi một công việc, mỗi một người đều cần cái sự thêm sức từ nơi Chúa trên đời sống của mình. Hỡi những người đang có mặt tại đây, nhiều lúc chúng ta đối diện với cái năng đề, đối diện với kinh tế, chúng ta đối diện với góc chuyện công ăn việc làm. Hỡi quý vị ơi, đối diện với điều đó chúng ta đã mệt, chúng ta cảm thấy khó khăn, và chúng ta cũng thấy kêu đến trời rồi, chúng ta la lối rồi. Huống hồ chỉ các đầy tớ của Chúa, họ hầu vì Chúa là họ đang đánh trận với các thế lực của sự tối tăm, họ đang đánh trận với tất cả quyền lực của sự tối tăm, và ma quỷ Satan không để yên trên đời sống của họ. Vì lý do đó tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa mà cầu nguyện cho các mục sư của mình. Một ngày kia có một đầy tớ của Chúa đi lên máy bay, ông ngồi và ông thấy cách hai người kế bên họ cũng cầu nguyện cái tiếng gì họ không hiểu, và cầu nguyện có chừng không biết điều gì. Và ông này sau khi người ta cầu nguyện xong hỏi họ là ai, xong khi trả lời họ là họ đang cầu nguyện điều gì, và họ biết được rằng hai người đó là theo đạo Satan. Họ dành thời giờ để cầu nguyện cho các mục sư ngã lòng, họ cầu nguyện cho các mục sư phạm tội, và họ cầu nguyện cho các mục sư bỏ cuộc. Ma quỷ Satan nó dành thì giờ nó cầu nguyện cho các mục sư bỏ cuộc, các mục sư phạm tội, các mục sư nản lòng. Nhưng mà tín hữu của hội thánh của Chúa, chúng ta có nên dành thì giờ để cầu nguyện cho các mục sư mạnh mẽ can đảm để tiêu diệt Satan không quý vị? Amen. Hỡi tất cả quý vị đang có mặt tại đây, chúng ta nhờ ơn Chúa mà cầu nguyện bẻ gãy những kế hoạch Satan ra khỏi, và chúng ta công bố rằng công việc của Chúa sẽ được hình thành trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Hỡi bọn chị em ơi, các mục sư nhiều lúc á, Kinh Thánh Chúa bảo rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa mạng lệnh của Chúa là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nhưng mà có một số người không hiểu được, mỗi khi các mục sư đứng lên đi ra thế giới giảng tin lành cho mọi người thì bắt đầu thay vì cầu nguyện chúc phước cho họ đi để đem sứ điệp khích lệ bày chiên, đi để cứu được nhiều người trở lại với Chúa, đi để làm công việc của Chúa vững vàng, thì bắt đầu miệng của họ trở nên buông ra những lời xúc phạm, buông ra những lời phạm thượng. Họ không dâng lên một xu mà họ cũng chẳng dâng lời cầu nguyện. Miễn là các mục sư mệt mỏi ngã lòng thì lần dường như họ vui lòng. Còn mục sư nào mạnh mẽ tổ chức một chương trình gì thì họ cảm thấy buồn phiền và nản lòng. Hỡi anh chị em ơi, chúng ta cần phải biết điều này. Chúng ta cần biết là đâu là kẻ thù của chúng ta và đâu là điều chúng ta cần phải cầu nguyện. Amen. Cho nên hỡi những người đang có mặt tại đây, Phaolô ông nói như thế này. Ông nói là cảm ơn Chúa. Ông nói là khi anh em yếu đuối là chính ông yếu đuối, anh em ngã lòng là chính ông ngã lòng. Và trong sách Hebrew đoạn 5 câu số 7 nè, khi Đấng Christ còn trong xác thịt cũng khóc lóc và dâng lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Đấng Christ trong lúc ở còn trong xác thịt đó cũng đã dâng khóc lóc và dâng lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu không phải là cầu nguyện cho chính Ngài, mà Ngài cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài vững vàng đừng xa vào trong trước của cám dỗ. Nhiều cám dỗ đang tấn công mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay. Cám dỗ đủ mọi cách hết, cám dỗ đủ mọi chuyện hết.
Nhưng mà tôi tin chắc rằng khi chúng ta hiệp một nhau, khi chúng ta yêu thương nhau, khi chúng ta đứng cùng chung với nhau hướng về Chúa, thì lời cầu nguyện chúng ta sẽ đánh tan quân thù và đưa cái sự hiện của Chúa đến, để rồi công việc của Chúa được phát triển và công việc Satan sẽ bị thất bại qua danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa, khi chúng tôi đi công việc Chúa, chúng tôi đến với những vùng đất ở Campuchia. Và quý vị biết người Campuchia, nhiều người Việt Nam bên đó, họ bị mắc kẹt bên đó, họ khó khăn đủ mọi điều. Và khi chúng tôi đến như vậy, quý vị biết rằng có những người họ chả có quốc tịch Việt Nam, họ cũng không có quốc tịch của Campuchia, họ sống mà không biết ngày mai. Và chúng tôi đến như vậy, chúng tôi chia sẻ, chúng tôi khích lệ, chúng tôi cầu nguyện cho họ. Và nhiều người đã được tin Chúa, được mạnh mẽ. Một số người thì họ được mới vững vàng sơ sơ. Khi chúng tôi trở về thì ngay lập tức họ lại đi vào chỗ mà không cần phải đến. Nào là cờ bạc nè, nào là trai gái nè, thậm chí là coi như là những cái chuyện đá gà, rượu chè, tội lỗi, nó tràn lan đại hải hết. Tôi thấy công việc của Chúa khắp mọi nơi đang rất cần mỗi người trong chúng ta, đang rất cần những con người kính sợ Chúa, đang rất cần những con người được sự sức giàu của Ngài để đứng lên để làm công việc của điều đó. Cho nên hỡi ông bà anh chị em, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa, biết rằng cái công việc mà những con người được ra đi, họ để hầu việc Ngài, những con người họ ra đi để mà họ chinh phục linh hồn, tội nhân về cho Chúa, thì những con người đó cần chúng ta cầu nguyện, cần chúng ta công bố và cần chúng ta an ủi hơn là bị chúng ta tấn công và chỉ trích. Amen. Chúa ban phước và Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta, để rồi mọi người chúng ta nhờ ơn Chúa mà Chúa giúp cho chúng ta qua điều đó mà chúng ta cảm thông với họ, không đoán xét họ, nâng đỡ họ và chia sẻ niềm vui nỗi buồn để đưa họ đến cái chỗ mà sự kính sợ Chúa và vững vàng để hầu vị Chúa trong những ngày sau rốt này. Cho nên cảm ơn Chúa là những mục sư, họ cũng có giới hạn trên đời sống họ. Họ cũng là phận là vừa làm cha, vừa làm chồng, họ cũng là một công dân, họ cũng là một tín đồ và họ cũng là một con cái của Chúa. Họ cũng có những cái nhu cầu giống như mỗi người trong chúng ta. Cho nên ông bà anh chị em ơi, họ cũng cần sức mới mỗi một ngày từ nơi Chúa. Tôi nói tất cả những điều này, nhiều lúc các mục sư chỉ dành thời giờ cầu nguyện cho các tín hữu. Nhưng mà tối hôm nay, tôi muốn các mục sư lên phía trước và các tín hữu đưa tay lên và cầu nguyện xin Chúa Ngài bổ sức mới lại cho các mục sư. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào cho người ta cái điều mà chúng ta không có. Các mục sư mà gặp những nan đề trong cuộc sống, có những sự bất an trong lòng, có những cái sự rối ren trong cuộc sống, làm sao mà chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác? Làm sao mà chúng ta có thể nâng đỡ người khác? Chúng ta bảo người khác vui đi mà chính chúng ta không có niềm vui. Chúng ta bảo người khác hãy tung đổ trong Đức Thánh Linh, mạnh mẽ trong Đức Thánh Linh mà chính chúng ta đang bị nguội lạnh, thì điều đó nó thật sự là vô lý. Cho nên buổi tối hôm nay, tôi mong muốn mọi người trong chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục sư, không những là các mục sư đang có mặt tại đây, nhưng mà tất cả các mục sư nào nghe qua những chương trình này cũng nhận được sức mới từ nơi Chúa để tiếp tục vững vàng và ra đi phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Hãy nhìn vào sức của Chúa, đừng nhìn vào sức của mỗi người trong chúng ta. Nếu về sức của chúng ta, thật sự chúng ta rất là giới hạn. Tôi thật sự đứng trước mặt Chúa, tôi chỉ là nhỏ hơn hột bụi nữa. Tôi biết những người đang có mặt bên dưới, những người từng mục sư có bằng này bằng nọ, tôi không có bằng gì cả. Tôi chỉ có bằng lòng của Chúa Giêsu mà thôi. Và cái bằng mà tốt nhất của tôi là cái bằng chăn bò. Tôi là người chăn bò chuyên nghiệp từ nhỏ. Cho nên về hái trộm trái cây và bẻ mía người ta thì tôi rất là giỏi trong chuyện đó. Chứ còn những bằng cấp thì tôi thua. Nhưng mà tôi thấy được rằng là nếu chúng ta nhìn vào sức của chúng ta, nhìn vào khả năng của chúng ta, thì chúng ta thật sự mình là bé nhỏ và không làm được gì cả. Nhưng mà chúng ta có thể làm được mọi sự là nhờ Chúa ban sức mạnh trên mỗi người trong chúng ta. Và chúng ta nhìn vào trước chúng ta, thật sự nói về tội lỗi thì tất cả đều là tội lỗi. Tội lỗi lớn, tội lỗi nhỏ, tội lỗi thầm kín, tội lỗi công khai. Tất cả tội là tội, chúng ta có thể giấu trước mặt con người, nhưng mà không thể nào giấu trước mặt Đức Chúa Trời. Muốn có một sức mạnh, một cách mạnh mẽ từ nơi Chúa, mỗi một người trong chúng ta cần phải thành thật trước mặt Chúa. Chúng ta thành thật trước mặt Chúa.
Và chúng ta cũng cần thành thật giữa anh em của chúng ta nữa, để rồi chúng ta hạ lòng xuống, để rồi Chúa phục hồi, Chúa thêm sức và Chúa nâng đỡ mỗi người trong chúng ta. Sức của tôi và anh chị em chúng ta không làm được, nhưng mà nhờ sức Chúa, chúng ta có thể làm được những điều mà Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta. Mỗi người trong giờ này chúng ta có thể thành thật với Chúa và thành thật với chính mình, và chúng ta hạ lòng xuống và kêu cầu Chúa. Phaolô nói rằng lúc tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Tại sao lúc tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ? Chúa thêm sức. Và tại sao Chúa thêm sức? Lúc tôi yếu đuối là lúc tôi nhìn nhận Chúa ơi, nếu mà Ngài không giúp đỡ, con không làm được gì hết. Vì Chúa Giê-xu đã từng phán, ngoài ta ra các ngươi chẳng làm được gì cả. Chúa ơi, con lúc con yếu đuối là lúc chúng ta hạ mình xuống, chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn, là lúc bây giờ là không phải chúng ta làm nữa, mà Chúa sẽ làm qua mỗi người trong chúng ta. Quý vị biết trong vòng tháng 12 mà chúng tôi truyền giảng ở 6 điểm khác nhau, từ ở miền Tây cho đến ở Sài Gòn bao nhiêu điểm, ở Campuchia, qua tới bên Thái Lan, qua tới bên Hàn Quốc, rồi qua tới đây. Chúng tôi thật sự, nếu sức của chúng tôi thật sự bé nhỏ và không đủ khả năng được. Nhưng mà mọi người nói, ủa, làm nhiều mà tại sao cứ vui cười hoài vậy? Tôi nói là làm trong ân điển của Đức Chúa Trời. Làm không phải là bởi sức của mình, nhưng mà làm nhờ sức của Chúa. Nếu mà Chúa không giúp đỡ, không làm được gì cả, nhưng mà nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể làm được. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa. Bên chúng ta biết là người ngoài, họ có thể nhìn chúng ta một cách khác nhau, nhưng mà trong cặp mắt của Chúa, Chúa nhìn chúng ta là những người đã được Chúa chọn. Và tôi tin chắc rằng Chúa là đấng khử sự làm lành trên mỗi người trong chúng ta. Ngài sẽ làm trọn tất cả những điều còn lại. Amen. Chúa đã khử sự làm lành rồi, Ngài sẽ làm trọn. Và trong danh Chúa Giê-xu buổi tối hôm nay, tôi cầu nguyện cho không có một người nào có mặt buổi tối hôm nay hoặc nghe qua chương trình này mà còn một tư tưởng mệt mỏi, nản lòng, bỏ cuộc. Nhưng mà tất cả đều biết rằng chính Chúa Ngài muốn thêm sức mới trên chúng ta. Chính Chúa Ngài muốn đại dùng chúng ta. Chúng ta, Chúa mới nói cho chúng ta rằng vinh quang sau cùng sẽ hơn vinh quang ban đầu nữa. Về càng về sau này, quyền năng của Chúa và phép lạ của Chúa cũng như là dấu kỳ của Chúa sẽ càng hơn nữa. Cho nên những ai là những người đang mệt mỏi, Chúa Giê-xu phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Cái câu này thường các mục sư dành cho các tín hữu. Nhưng mà buổi tối hôm nay, tôi cũng nhờ ơn Chúa dùng câu kinh thánh này nói cho chính bản thân tôi và nói cho các mục sư rằng, hỡi các mục sư đang mệt mỏi và gánh nặng. Mệt mỏi về gia đình, mệt mỏi về hậu thánh, mệt mỏi về những con chiên mọc sừng. Chiên mà mọc sừng nó hốc búa chua hết. Mệt mỏi lắm. Có những cái mệt mỏi đó. Rồi cũng mệt mỏi những con chiên quốc tế. Ôi Chúa ơi, tuần này là tới tuần của họ hướng dẫn, mà họ nói rồi những con chiên, mệt mỏi những con chiên bà Tám. Mệt mỏi những con chiên mà phải nó là nó mọc ra lông khác. Nó mệt mỏi. Chúng ta biết là mệt mỏi. Lớp thì vì chính quyền, follow phải đối diện với sóng gió, đối diện bão tố, đối diện với nhiều năng đề. Và follow cũng đối diện với những con người giả dối nữa. Những người đang mệt mỏi. Và buổi Chúa tối hôm nay, Chúa nói là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Có những gánh nặng trên đời sống của quý vị. Gánh nặng về bề chiến, gánh nặng về gia đình, gánh nặng về những linh hồn chưa được cứu, gánh nặng về những cái nhu cầu khác nhau. Nhưng buổi tối hôm nay Chúa kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, là đến với Chúa Giê-xu. Không phải là hỡi những kẻ đang mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với những người khác. Không phải đến với ông này, đến với bà nọ, nhưng hãy đến với Chúa Giê-xu. Đến với Chúa Giê-xu thì ắt chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Amen. Đến với con người, ắt chúng ta trở nên nặng nề. Đến với con người, chúng ta chỉ bị mang sự phán xét. Đến với con người, chúng ta chỉ bị lên án. Đến với con người, chúng ta chỉ bị lời chỉ trích. Nhưng mà đến với Chúa, chúng ta sẽ được yên nghỉ. Amen.
Chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng làm cho các mục sư được yên nghỉ mà thôi. Chỉ có Chúa mới làm cho các tín hữu đang có mặt tại đây được yên nghỉ mà thôi. Cho nên buổi tối hôm nay tôi muốn nói với tất cả những người đang có mặt tại đây làm Chúa đang ở tại đây và Chúa muốn đang hành động tại đây. Chúa muốn nâng đỡ đời sống của chúng ta. Chúa kêu gọi mọi người chúng ta, ai là người đang cần sức báo từ nơi Chúa, ai là cần cái sự thăm viếng từ nơi Ngài, ai là người muốn trở lại để mà làm công việc của Chúa một cách mới mẻ hơn, thì nhờ ơn Chúa trong giờ này chúng ta cùng đứng lên kêu cầu đến Chúa và nhờ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Ngài thêm sức mới trên đời sống của con. Chúa ơi, xin Ngài thêm năng lực cho con. Chúa kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong giờ này tôi trân trọng kính mời các mục sư hãy tiến lên phía trước và tôi cầu nguyện cho tất cả các tín hữu ở dưới, chúng ta hãy lớn tiếng đưa tay lên và cầu nguyện cho các mục sư của mình ngay trong giờ này. Tôi kính mời các mục sư hãy tiến lên phía trước và những người bên dưới hãy cầu nguyện cho các mục sư, thêm sức cho các mục sư, nâng đỡ cho các mục sư và dùng các mục sư trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ôi Chúa an ủi cho các mục sư, những lúc họ mệt mỏi họ không ai biết, những lúc mà họ gặp nan đề họ không ai thấy, những lúc mà họ đang đối diện những nhu cầu mà không ai biết, có những sự thầm kín mà các tín hữu thì được mục sư an ủi, các tín hữu thì được mục sư nâng đỡ, còn các mục sư gặp nan đề thì không có ai nâng đỡ. Nhưng ngay trong giờ này tôi muốn mỗi một người trong quý vị hãy đến với Chúa và cầu nguyện cho mục sư của mình ngay trong giờ này. Hỡi các mục sư hãy đưa tay lên để đón nhận cái sự sức dầu từ nơi Chúa. Hãy đưa lên để đón nhận cái sự đồng cảm từ các tín hữu. Hãy đưa tay lên để đón nhận cái sự an ủi từ những tín đồ. Hãy đưa tay lên để đón nhận sự sức mới từ nữ thiên sứ thêm sức cho. Đức Thánh Linh Ngài sẽ ban sức mạnh cho mỗi các đầy tớ của Chúa buổi tối hôm nay. Ôi trời, ngay trong giờ này trời. Ôi trong danh Giêsu đấy trời. Ôi những con người này đang mệt mỏi, những con người này đang đối diện với những nhu cầu. Ôi những đang đối diện với nhu cầu, đang đối diện với sự thử thách lại Chúa. Ngay trong giờ này trời ơi, xin Ngài nâng đỡ cho các mục sư, xin Ngài an ủi các mục sư Chúa ơi. Ngay trong giờ này Chúa ơi, Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài. Hallelujah. Ôi tôi muốn các mục sư chúng ta cùng nắm tay lại với nhau. Tôi muốn các mục sư yêu thương nhau. Tôi muốn các mục sư thông cảm với nhau. Tôi muốn các mục sư cầu nguyện cho nhau ngay trong giờ này. Ôi tôi muốn các mục sư hãy đến với nhau và biết rằng chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là đầy tớ của Ngài. Chúng ta cần cái sự hỗ trợ của những người bạn của mình. Chúng ta cần hỗ trợ của những người lân cận của chúng ta ngay trong giờ này. Ôi trời, ngay trong giờ này Chúa ơi. Ôi xin Ngài thêm sức, xin Ngài thêm sức cho các mục sư. Ôi ngay trong giờ này Chúa ơi. Ôi xin Ngài rót nước cho kẻ nào khác Chúa. Ôi ngay trong giờ này Chúa ơi. Ôi Chúa Giêsu ơi. Ôi ngay trong giờ này Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài để thêm sức cho các mục sư. Hallelujah. Ôi chúng ta sẽ thờ phượng Chúa vậy. Bởi Ngài là sức thiên của chúng ta. Hallelujah. Ôi cảm ơn Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Ngài là sức thiên chúng con giữa nước.